Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình ha. Để làm được video như anh em vừa xem, thứ nhất sử dụng Camtasia 5.0, thứ hai tải cho mình cái dự án beta thiệp hồng chấm cai dưới phần mô tả của video này. Anh em bắt đầu mở ứng dụng Camtasia lên, chọn tạo mới, chọn 1069, chọn nhập dự án beta, chọn OK, chọn tiệp, chọn dự án thiệp hồng. Anh em tải về ở đâu thì vào đó. Anh em đợi một khoảng thời gian để ứng dụng nhập dự án. Bây giờ nó đã xuất hiện dự án thiệp hồng. Anh em chỉ việc chỉnh sửa theo ý của mình là OK. Anh em cần thay đổi ảnh thì chọn vào phần ảnh cần thay đổi. Còn muốn thay đổi về phần chữ thì anh em cứ chọn vào phần chữ cần thay đổi là OK. Trên dự án này anh em có thể thay đổi bất cứ cái gì mà anh em muốn. Anh em nhớ nè, trong lúc thay đổi nhiều khi ảnh không khớp hoặc là chữ không khớp thì anh em điều chỉnh để ảnh và chữ của mình nhìn đẹp mắt hơn. Mà đa phần anh em sử dụng dự án beta này chỉnh sửa cực kỳ nhanh chóng, và thao tác trên dự án beta cứ lặp đi lặp lại vẫn như vậy thôi. Khi có dự án là có thể chỉnh sửa được. Dưới video này mình cũng đã chia sẻ một video nền xanh cho anh em. Anh em cần cứ lấy về và sử dụng. Video nền xanh thì nó sẽ phù hợp với tất cả các phiên bản Camtasia luôn. Rồi, mình dừng lại nội dung ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình. Hẹn gặp lại anh em ở video kế tiếp. Xin chào.